đấu đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, cuộc chiến derby bán đảo Iberia. Một cuộc chiến của rất rất nhiều những ngôi sao và rất rất nhiều những điều thú vị. Liệu ngày hôm nay Ronaldo có thể bị Sergio Ramos chém cho gãy giò hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất, trận đấu của hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Và chúng ta liệu xem rằng Tây Ban Nha sẽ xoay sở như thế nào trong bối cảnh mà họ vừa mới có một biến động rất lớn trên băng ghế chỉ đạo. Ramos sẽ vẫn đeo tấm băng thủ quân của La Roja. Những người của Barcelona và những người của Real Madrid cùng chung một màu áo sau thất bại ở World Cup 2014 và Euro 2016. Đây là giải đấu mà Tây Ban Nha đặt quyết tâm rất cao để lấy lại được danh dự nhà đương kim vô địch của Euro. Và ngày hôm nay hãy chờ xem màn ra mắt của Bồ Đào Nha và siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ là như thế nào. Hai trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay đều khép lại với những tỷ số hòa, và tất nhiên ngày hôm nay chúng ta không muốn cuộc đấu sức này cũng sẽ khép lại bằng một tỷ số hòa. Tất nhiên là Ronaldo chẳng còn xa lạ gì với những ngôi sao bên phía Tây Ban Nha nữa. Một trận đấu rất đáng chú ý. Thiago cũng sẽ được đá chính trong trận đấu ngày hôm nay bên phía đội hình của La Roja. Cuero đối đầu với cựu vô địch của giải đấu này. David De Gea trong khung gỗ, Cavani, Ramos, Pique và Alba là bộ tứ vệ của Tây Ban Nha. Thiago, Sergio Busquets, Iniesta và tiền trung tâm. Hàng công David Silva, Diego Costa và Isco. Như vậy là những cái tên được đánh giá cao nhất thuộc biên chế của Real Madrid đều xuất hiện, ngoại trừ Marco Asensio. Trong khi đó thì Rui Patricio là thủ môn của Bồ Đào Nha, Cedric Suarez, Conte, Pepe và Rafael Guerrero là bộ tứ vệ. William Carvalho đá vị trí tiền vệ trung phòng ngự. Bernardo Silva, Moutinho là những tiền vệ đá nhô cao. Adrian Silva cùng với Cristiano Ronaldo là tiền đạo của Bồ Đào Nha. 4-1-3-2 sẽ là sơ đồ của Bồ Đào Nha trong trận đấu này. Chắc chắn là ngày mai Ronaldo sẽ có một ngày cực kỳ vất vả khi mà Ramos và Pique đều đã hiểu rõ anh rất nhiều. World Cup 2014 là một giải đấu đại bại của Tây Ban Nha. Họ là một trong số nhà vô địch hiếm hoi bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu này. Và chúng ta còn nhớ rõ trong trận ra quân, Tây Ban Nha đã để thua với tỷ số rất đậm trước Hà Lan. Cơ hội dành cho Tây Ban Nha, dứt điểm không được. Cú đá đầu tiên của trận đấu, Thiago rất nguy hiểm. Patricio xuất sắc trong tình huống vừa rồi, một cú đổ người xuất sắc của Rui Patricio. Người dứt điểm là Diego Costa. Costa vẫn rất nguy hiểm, vẫn rất đen. Nghỉ nửa mùa ở Chelsea nhưng với Atletico Madrid anh vẫn chơi hay và vẫn là thành viên của La Roja dự World Cup năm nay. David Silva sẽ người đá phạt góc. Hôm nay sẽ có hai Silva ở trên sân và đó là hai Silva của Man City, Bernardo Silva và David Silva. Iniesta, World Cup cuối cùng và cũng là giải đấu cuối cùng của Iniesta trong áo quân đội Tây Ban Nha, rất nguy hiểm. Conte, Rafael Guerrero, Romario. Gần như cả mùa giải vừa qua thì Rafael Guerrero không có nhiều cơ hội được chơi bóng ở Borussia Dortmund. Cristiano Ronaldo, Moutinho, Romario. Rất tốt. Ronaldo và Ramos. Vẫn là Ronaldo đường truyền tốt, không được, tuyệt vời David De Gea. Tất cả đều đã bị qua nhưng David De Gea thì không. Người Tây Ban Nha hy vọng David De Gea sẽ bắt thánh thần như ở Manchester United, nhưng tất nhiên họ cũng không hy vọng De Gea sẽ là ngôi sao sáng nhất của Tây Ban Nha ở giải đấu này. Bởi nếu như một thủ môn mà cứ làm ngôi sao sáng nhất thì chưa chắc chắn đội bóng đó có thể đi tới được tận cùng vinh quang. Bernardo Silva, Diego Costa rất chịu khó lùi về. Cú tranh chấp của Pepe, Adrian Silva không được. Adrian Silva với Ronaldo là bộ đôi tiền đạo của Bồ Đào Nha ngày hôm nay. Romario, mùa giải vừa qua thì Adrian Silva nhận được rất nhiều kỳ vọng khi đến với AC Milan, nhưng rồi cuối cùng thì anh đã chơi không tốt, không có cơ hội thực sự nhiều để tỏa sáng. Thiago, Busquets rất tốt. Moutinho không được, không vượt qua được Iniesta. Sergio Busquets, Diego Costa,
Isco, vẫn là Isco. Alba, Silva không qua được Cedric Suarez. Dani Carvajal, Tây Ban Nha vẫn đang chiếm thế chủ động, những tình huống đan bóng ở cự ly ngắn và rất khó chịu. Lỗi việt vị của Dani Carvajal. Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha đã từng đối đầu với nhau rất nhiều ở những giải đấu lớn trong thời gian gần đây. Trong hành trình đăng quang tại Euro năm 2012 thì Tây Ban Nha cũng đã vượt ải trước Bồ Đào Nha. Alba, Iniesta, cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha đều muốn chơi tốt ở World Cup năm nay để có thể xua tan đi những nỗi thất vọng ở kỳ World Cup 4 năm trước trên đất Brazil, khi mà họ đều đã phải về nước sớm và tạo nên những bất ngờ rất lớn trên xứ Samba. Iniesta, Costa, Thiago, Cedric Suarez, Rafael Guerreiro, Andres Silva, chưa có được tiếng nói chung giữa Ronaldo và Andres Silva. Cristiano Ronaldo, vẫn là Ronaldo, dứt điểm, không được. Đúng là một trận cầu đỉnh cao và cả hai đội đều đang trình diễn những gì tốt nhất của họ. Thiago, David Silva, không được. Conte, Hamutinho, Ronaldo, Moutinho, William Carvalho. Những phút cuối của hiệp 1 sẽ chỉ có 2 phút bù giờ cho trận đấu đầu tiên. Rất tốt chẳng chắc thức khai của Gerard Piqué. Và hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không đều. Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha cầm chân nhau và vẫn chưa có bất cứ một điều gì có thể nói được trước về trận đấu này trong hiệp 2. Cả David De Gea lẫn Rui Patricio đều đã có những thứ vô tốt trong hiệp 1. Và nếu như không có tài nghệ của hai cầu thủ này, có lẽ là chúng ta đã được chứng kiến bàn thắng trong những phút của hiệp đấu đầu tiên. Con số thống kê trong hiệp 1, Tây Ban Nha lại là đội sở hữu bóng ít hơn, thấp hơn so với Bồ Đào Nha, 46% so với 54%. Chỉ có một chỉ số hai đội ngang bằng là bàn thắng và số lần dứt điểm trúng mục tiêu. Nhìn chung đó, đây là một hiệp 1 tương đối ngang ngửa.
Giờ đến với hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa không đều. Trong một thế trận mà cả hai đội đều đã có những cơ hội nhưng chưa thể tận dụng thành công. Thiago một chút tỷ lệ kiểm soát bóng đã nhỉnh hơn cho Bồ Đào Nha trong hiệp một, và đó có lẽ là điều bất ngờ nhất. Nhưng thực tế thì Tây Ban Nha bây giờ không còn là một đội bóng đá tiki-taka thuần như trước đây nữa. Đường chuyền không được, De Gea vẫn xuất sắc. De Gea là một thủ môn hiếm hoi trên thế giới giữ được sự tập trung gần như trong suốt toàn bộ thời gian 90 phút. Rất ít khi mà David De Gea mất tập trung. Đánh đầu rất nguy hiểm. Cơ hội tỷ số được mở dành cho Tây Ban Nha và đó là Diego Costa. Cô sao tiền đạo đáng chú ý nhất của Tây Ban Nha đã thành công. Một cú đánh đầu ở cự ly rất gần khi khung thành đã bỏ trống. Isco có công quá lớn trong pha lập công này của Diego Costa. Rất dễ dàng cho Diego Costa. Patricio đã bị đánh bại ở một tình huống mà đúng là anh không thể làm gì khác khi mà khung thành đã bỏ trống sau cú nhảy rất khó của Isco. Tây Ban Nha mở tỷ số và bây giờ thì Bồ Đào Nha thay người. Gelson Martin vào sân thay thế cho Mario. Cần phải có sự thay đổi người vào lúc này cho Bồ Đào Nha. Nếu thua trong trận này, Bồ Đào Nha rất có nguy cơ sẽ chỉ có thể vào vòng trong ở vị trí thứ nhì. Nhìn chung thì nhánh bảng B gặp bảng A cũng không quá khó khăn cho Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, khi mà tại bảng A không có một đối thủ nào thật sự quá vượt trội và quá khó nhằn dành cho cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đó là xét trên thực tế, xét trên lý thuyết. Đối thủ có lẽ đáng ngại nhất với cả hai đội bóng này chính là Uruguay. Nhưng rõ ràng Uruguay không đều như Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha. Ronaldo, Adrien Silva. Nhưng có lẽ việc đứng không phải đứng đầu ở một bảng đấu chưa chắc lại là một bất lợi với Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 khi mà họ chỉ vào vòng trong với tư cách đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc, một điều rất bất ngờ. Và cách mà Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 cũng không thuyết phục nhiều người. Asensio vào sân để thay thế cho người đồng đội của anh ở Real là Isco. Sự thay đổi người đầu tiên của Tây Ban Nha. Moutinho rời sân để thay thế bằng Adrien Silva. Ramos, Adrien Silva. Adrien Silva đang có tới 3 cầu thủ Silva trong đội hình của Bồ Đào Nha. Rất tốt. Fonte, Cedric Suarez. Vẫn là Cedric Suarez. Bernardo Silva không được. Thiago đường chuyền tốt. Diego Costa không có lỗi của William Carvalho. Tiếp tục là một sự thay đổi người nữa. Iago Aspas vào sân để thay thế cho Diego Costa. Costa đã ghi một bàn thắng rất quan trọng và mang về lợi thế cho La Roja cho tới thời điểm hiện tại. Thiago, Asensio không được. Một phút cuối rồi, không loại trừ khả năng Ronaldo và các đồng đội của anh sẽ thất bại. Suốt kể từ hiệp hai, Cristiano Ronaldo chưa có bất cứ cơ hội nào trong bối cảnh mà hàng thủ của Tây Ban Nha đá quá tốt. Pique với Ramos thì biết rõ Ronaldo như thế nào để bắt vị. Rất nguy hiểm. Vẫn là một David De Gea hoàn hảo. Iago Aspas, Fonte, Rafael Guerrero. Asensio lỗ được vị của Iago Aspas.
Thiago sẽ rời sân để nhường chỗ cho Koke. Thêm một sự thổi người nữa nhằm tăng cường ở khu vực giữa sân. Trong những lần đối đầu giữa hai đội gần đây, Tây Ban Nha vẫn là đội chiếm lợi thế hơn khi mà La Roja vẫn thường xuyên thắng trước Bồ Đào Nha. Ronaldo không được. Đúng là ngày hôm nay Ronaldo gần như không có cơ hội nào khi mà anh bị chia cắt hoàn toàn và bị bắt bài bởi Ramos và Gerard Piqué. Jordi Alba, Pepe rất nguy hiểm, không có lỗi. Không có lỗi của Sergio Busquets trong tiếng vừa rồi. Cedric, mọi thứ đã qua đi. Và như vậy là trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 cho Tây Ban Nha. Bàn thắng duy nhất của Diego Costa mang về 3 điểm rất quan trọng cho La Roja. Và rất có thể 3 điểm này sẽ giúp cho Tây Ban Nha đứng đầu tại bảng B. Trong khi đó thì Ronaldo và các đội này đã bị khuất phục hoàn toàn trước Tây Ban Nha. Và đặc biệt là những tình huống cứu thua xuất sắc của David De Gea. Diego Costa, người hùng của trận đấu ngày hôm nay với một bàn thắng quan trọng, bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Bò Tót.